Chào các em, trong bài học ngày hôm nay anh sẽ tiếp tục giới thiệu đến các em về một loại inner class, đấy là method local inner class, tức là một inner class bên trong một phương thức. Thì để cụ thể cách sử dụng ra sao thì anh sẽ cùng các em đi vào trong ví dụ. Thì trong project Java inner class của anh, trong package com.trungtamjava.inner, anh sẽ tạo một class mới. Anh đặt tên là employee. Thì bên trong class này, anh sẽ tạo một cái hàm là tính lương, public void lương. Thì bên trong hàm lương này, bên trong phương thức lương này, anh sẽ tạo một class, anh đặt tên là class là worker. Thì các em chú ý cho anh, bên trong class worker này các em có thể khai báo mọi biến, mọi hàm, mọi chức năng như bình thường. Anh giả dụ là private, string là tên đúng không? Và public void lương như bình thường. Như một bao class khác các em đã học rồi, anh có thể system out đây là lương công nhân. Vậy thì đối với class bên trong một phương thức thì các em chỉ có thể truy xuất class đó bên trong phương thức lương thôi. Nghĩa là bên ngoài phương thức lương các em không thể truy cập để đến cái class worker này. Thì em chú ý cho anh, class bên trong một phương thức thì các em chỉ có thể truy xuất class đấy bên phương thức đó thôi. Bên ngoài phương thức thì xem như class đấy không tồn tại. Thì ở đây anh có thể tạo một cái đối tượng là worker bằng w new worker đúng không? Và các em gọi đến worker.lương như bình thường. Thì ở đây, bên ngoài, anh sẽ tạo một hàm main. Và anh tạo một cái đối tượng là employee bằng new employee đúng không? Và em.lương. Thì bên trong hàm lương của đối tượng employee này, nó sẽ khai báo một cái class worker. Và bên trong đó nó sẽ khai báo một đối tượng worker và gọi đến hàm lương của worker. Như vậy nó in ra đây là lương công nhân đúng không? Như vậy trong bài học ngày hôm nay các em đã học về cách khai báo một class bên trong một phương thức, nó gọi là method local inner class. Thì đối với phương thức một class bên trong một phương thức thì các em chỉ có thể sử dụng bên trong phương thức đó thôi, bên ngoài phương thức đó thì class đó không tồn tại. Cũng như là kế thừa thì các em chỉ có thể kế thừa bên trong cùng một phương thức, ngoài ra thì bên ngoài các em không thể truy xuất được. Thì trong bài học ngày hôm nay các em ghi nhớ cho anh về cách khai báo class bên trong phương thức. Thì trong thực tế chúng ta cũng ít sử dụng cách khai báo như thế này. Thì trong bài học tiếp theo, anh sẽ giới thiệu đến các em một loại cuối cùng của inner class, đấy là anonymous class. Thì cách sử dụng là sao? Cùng anh đi vào trong bài học tiếp theo. Hẹn gặp lại các em.